sau này mình nhổ mấy cái cây đu đủ mọc ở trong chậu ớt ra, tại vì mình ở nhà hay ăn đu đủ á, lấy cái mình bỏ hột hay là bỏ vỏ mình gọt á vô trong đất ở phía sau nhà, rồi khi mà mình lấy đất đó để mình trồng cây đó thì nó lại nằm ở trong những cái chậu cây của mình, rồi sau đó thì nó mọc quá nhiều đu đủ. Hồi xưa thì lúc không biết á thì phải đi ra ngoài để mua cây về trồng, mà trồng hoài nó vẫn không sống được. Lúc đó thì chưa biết làm sao để trồng cây. Cho tới bây giờ á, thì mình mới biết là khi đất đủ phân, đủ nắng, đủ nước thì cây sẽ mọc, cũng không có quá khó. Bây giờ coi nè, trong chậu mà có nhiều quá mà cái cây ớt của mình nó không tỉa, nó nhỏ xíu rồi, lúc mùa đông á nó sắp chết á, cái mình cắt nhánh nó nhỏ xíu rồi, nó thành một cây kiển luôn á. Thành cái giống của nó là như vậy nè, giống nó vậy, hot chili, nelicali, nó ra nhiều trái lắm, xung xuê cả chậu luôn. Nhưng mà cái mùa đông vừa rồi á thì bắt buộc phải cắt nó. Ok, bây giờ trong đây có nhiều đu đủ quá nè, ở nhà thì rất là nhiều rồi, bây giờ thì mình nhổ một cây để mình trồng chỗ khác đi, tại vì ở đây nó ăn hết phân của cây này. Cứ lấy đại đi, dễ lắm, đu đủ này. Ok, đi trồng ha. Mới vô đất chỗ này nè, cái cây poison berry này nó quá ghê rồi, nó quá gai. Mình nghĩ lại mình cũng không mấy gì thích nó nữa thôi. Mình trồng nó, lỡ nó mọc đây rồi thì mình cứ tỉa hoài đi, chứ giờ nó mọc lan tràn rồi, nó gai quá chịu không nổi. Rồi đó, tới giờ mình trồng thì cũng được một cái trái à, sao ăn. Thôi bây giờ mình trồng ngay chỗ này một cây đu đủ đi, mới dọn đất rồi sáng. Gai muốn chết luôn, đâm quá trời đâm. Để chỗ này đi ha, trồng như vậy anh chị biết không, để đừng có bị cái cây poison berry đó nó lấn chiếm, cho nên mình kiếm chỗ mình trồng trước cho rồi đi. Cũng dễ trồng, có nghĩa là cây đu đủ nó cần một cái chỗ gì mà che nó lại để mà mùa đông á nó không bị lạnh, rồi nóng thì cũng không quá nóng, nó chịu như vậy đó, nó chịu mát mát chút á. Vậy nè, trồng suốt đó, như vậy nè, cho dừa vô đây luôn đi. Xong cái mình lấy một bình nước đó, mình tưới lên cái đất cho nó đè lên, đất nó đè lên. Rồi, bây giờ mình lấy nước ha, lấy nước mình tưới. Bây giờ là mùa thu rồi, mùa thu ở Sydney rồi. Hôm nay thời tiết tốt, ngồi ở trong mát để làm vườn, vườn garden. Thứ vô cái đất mà mình mới vừa trồng đó, cho cái đất nó đè xuống, nó dẻ xuống. Ok, rồi nè, hôm trước mình trồng nè, thấy không, hôm trước trời mưa lâm râm, mình có cái quay một cái đoạn video ngắn đó, clip đó, để mình nói là trồng 4 cây đu đủ trời lúc trời mưa lâm râm đó. Thì bây giờ mình thấy là mình trồng được hai cây kia nó chết là tại vì cái cây poison berry này, poison berry này nó đè quá,
đè lấy hết hết bóng mát, hết bóng nắng, ánh nắng, cho nên bây giờ nó có trái này, đó bắt rễ rồi nè, nó bắt rễ cứng vô cây vô thạch đất rồi đó. Bên đây nữa, bên đây cũng bắt rễ cứng ngắt luôn. Wow, hay quá. Đây có cái đó, thấy chưa, ý là bữa hôm mình cầm một tay đó, một cây một tay cầm cái điện thoại giống như bây giờ vậy nè, rồi một tay thì mình mình trồng cây đó, lúc đó mưa lâm râm vậy đó, thì cái thời tiết nó mát mát á, nó rất là thích hợp để trồng cây. Rồi cái sau đó nữa là mình bắt đầu mới ăn ăn đu đủ rồi mình mới bỏ hộp ra, nó mọc lên đó nè, đó là những cây nó mọc tự nhiên đó, nó mọc mà theo cái kiểu mà mình bỏ hộp đó. Cũng nhớ hết là thấy không đó. Chỗ này mình bỏ hộp nó cũng mọc quá trời luôn. Ok, vậy đi ha. Chỉ quay để lấy cái nhớ cái ngày là hôm nay mình trồng cái